Thưa các bạn đã quay lại với chương trình là gặp Tony buổi sáng và gặp họ buổi tối. Thì hôm nay một vấn đề mà Khoa muốn mang ra để tranh luận hay là để mà bàn thảo đó là vấn đề về văn hóa tranh luận. Thì đây là một vấn đề mà Khoa cho là khá là nhức nhối trong cộng đồng mạng người Việt ở Việt Nam hay là ở nước ngoài cho dù ở tầng lớp tri thức cũng gặp phải luôn. Đó chính là họ mắc những cái lỗi khi mà họ tranh luận trên trên mạng. Thì nó thẳng ra là tranh luận thiếu văn hóa đó. Ờ, thì bây giờ trước hết như mọi khi Khoa sẽ đọc trước câu chuyện của Tony rồi sau đó khoa sẽ nói với các bạn biết về cái cảm nghĩ của mình và những câu chuyện mà khoa thấy khi mà mình văn hóa uh, tranh luận trên mạng của mình đã bị vi phạm như thế nào ha. OK, thì bây giờ là bài đọc cùng Tony nha. Um, Cà phê cùng Tony văn hóa tranh luận. Giáo sư Võ Tòng Xuân là một chuyên gia nông học đã được cả thế giới nể trọng. Công lao của ông với việc phát triển nông nghiệp đồng bằng sông cửu long thì không có gì phải bàn rồi. Kể cả sau này, ông chuyển sang làm hiệu trưởng của trường đại học An Giang, một đại học nhỏ và sinh sao để muộn. Nhưng thành quả của nó thật là lớn lao với nhiều lứa sinh viên tốt nghiệp có chất lượng rất là tốt. Tony đã từng làm việc với đại học An Giang và thật bất ngờ vì cơ ngơi của trường. Có sân cỏ như đại học ở các nước phương Tây, mọi thứ đâu vào đấy. Công việc được sắp xếp rõ ràng, khoa học của những người lãnh đạo có tư duy rất là tốt. Tuy nhiên, trong đời, ông lại có lần há miệng mắt quay. Không riêng ông mà chúng ta, ai cũng ít nhất một lần đó là đâu chục năm về trước, ông có một viết một bài báo là xem xét bỏ Tết cổ truyền, ăn Tết theo dương lịch như các nước phương Tây thôi. Lập luận của ông là Tết này thật sự là Tết của Trung Quốc. Theo nông lịch, các nước vốn chịu ảnh hưởng của Trung Quốc như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng đã không ăn Tết này nữa rồi. Hàn Quốc chỉ xem như là một dạng holiday nghỉ 3 ngày, còn Nhật thì bỏ hẳn, chuyển qua tuần lễ vàng từ Noel đến Tết dương lịch để nghỉ như phương Tây. Giáo sư Xuân còn lập luận là chúng ta nghỉ Tết thật sự là quá dài, Trước Tết thì đã mất một tháng với tâm lý là đã tháng chạp rồi. Lúc đó chúng ta bắt đầu quên dương lịch đi. Tồn tính theo ngày âm, rằng bữa nay là mùng mấy tháng chạp rồi. Nên bắt đầu chỉnh mãn công việc, chuẩn bị nghỉ Tết. Sau khi Tết thì quan niệm là còn mùng thì còn chơi, còn diên thì còn ăn chơi. Nên coi như mất hai tháng nữa. Đơn hàng xuất khẩu đi các nước khác sẽ bị thiệt hại, vân vân. Nói chung, ông đưa ra rất nhiều con số mang tính định lượng để làm cho bài viết của mình thuyết phục hơn. Vừa đăng lên, một làn sóng phản đối mạnh mẽ diễn ra, nói theo ngôn ngữ bây giờ là bị ném đá đó. Ở Việt Nam, thật khó chấp nhận tư duy mới hay là quan niệm mới. Dù ở nước ngoài, nhưng quan niệm như vậy được đại hội tôn trọng vì công bằng mà nói quan niệm đó là có lý và có lợi cho cộng đồng. Không phải vì lợi ích của một nhóm người hay là một ngành nghề cụ thể nào đó. Chỉ là quan niệm cá nhân nên chúng ta có thể phản biện, tranh luận. Tranh luận là nguồn gốc của phát triển. Tuy nhiên, tranh luận phải là có phương pháp tránh công kích cá nhân sau bài báo đó, giáo sư chọn giải pháp im lặng, không đính chính hay tranh luận lại, vì đó là giải pháp tốt nhất sau khi bị gọi là rùm beng. Ở Việt Nam, cứ ai phát biểu thuận tay thì không nói gì, trái tay thì ôi thôi, nhận đá mệt nghỉ luôn. Bởi thì một ông Việt Kiều vốn quen nổ, thông cảm nha, dù đó là tiến sĩ hay đang đi du học như là Tony thì cứ phải nổ mới ra chất Việt Kiều được. Bữa thì một ông doanh nhân, chủ tịch hiệp hội gì đó đang nói năng rất là quả quyết. Chúng ta nên, chúng ta phải. Bởi thì có một cô ca sĩ muốn quánh bóng tên tuổi vì lâu rồi hẻm có ai coi. Nhưng tất cả đều có chung một cách là mời phóng viên tới để nghe phát biểu một câu xanh rờn, càng xanh càng tốt, đều có trong kịch bản PA rồi tung lên mạng. Có một nhóm người không rõ phe nào thấy A phát biểu là ủng hộ A, ném đá B. Bữa sao B nói lại, B nói A lại, thấy cũng xuôi tay, quay lại ném đá A khí thế luôn cứ cầm sẵn hai cục đá trên tay, đọc xong là ném, lọn xài ngầu lên. Nhóm con dơi vậy, ngồi coi chim và chuột đánh nhau. Thấy chuột thắng thì nói là tao là chuột. Coi mặt tao nè, nhóm chuột em. Thấy chim thắng thì nói tao là chim nè, vì tao biết bay. Tony đã từng tham gia tranh luận với bạn học trong một cuộc rượu hồi là sinh viên. Đề tài là nên ăn sáng trước hay quánh răng trước. <laughs> Đề tài thiệt là dễ thương. Ban đầu thì rất là vui, sau một hồi thì cay cú, Bên này lỡ nói sai một chữ, bên kia chụp lấy, ghi nhớ, triển khai diễn giải khí thế. Để phản công trở lại, bên này cũng không vừa, canh me mày nói sai chữ nào hả? Là bắt bí liền, lập tức triển khai ý và dùng lý lẽ, nhận chứng để rồi quật lại. Bên này đuối lý, bên kia hạ hê, sung sướng. Sau đó thì chuyển qua, đưa các bậc phụ huynh vào câu chuyện, rồi sau đó tuyên bố mày vô văn hóa, tao có văn hóa, mày vô học, tao thì có học. Rồi đôi các bộ phận trong cơ thể cũng đưa lên ném vào mặt nhau, máu dâng lên ngút trời, cũng may là Tony cũng ngồi đó Cũng kịp thời dĩ hòa vi quý Và những câu chuyện hài hước Không là chọn nhau to rồi Bắt tay làm lạnh Cuối cùng thì chân nam đá chân chiêu Chập kè nghi ngã lấy xe ra về Các bọn kết luận Đề tài của tụi mình vừa tranh luận sống hả Thống nhất thế này hả Mỹ không nên đánh Iraq Tức là nó chẳng liên quan ăn nhập gì tới việc Mà mọi người đề tài thế giới cả Đó Một câu chuyện nhỏ của Tony Như thế này thì cái này là nhưng mọi người thấy trong quy trình này có phải là trong thứ nhất là vấn đề về về giáo sư đi mình đưa một vấn đề về có lý nhưng mà cái vấn đề là mọi người cảm tính mọi người cảm tính mọi người cho rằng là mọi người muốn giữ cái quan điểm của mình và mình không muốn nghe theo nhưng mà thay vì là mình cố gắng mình phản lại cái cái lập luận của vị giáo sư kia rất là khó để bẻ gãy rồi đúng không tại vì giáo sư giáo sư đưa ra những cái biện luận rất là hợp lý hơn nữa là những cái vị giáo sư là là các nước khác như là Hàn Quốc, Nhật Bản cũng làm theo và họ đã thông qua những cái nghiên cứu khoa học rồi, chẳng hạn như vậy. Thì nhưng mà vấn đề ở chỗ là người ta đưa cảm xúc vào trong câu chuyện của mình, vào cách nói, cách phản biện làm như vậy. Thì cái điều đó làm cho cái cái chuyện mà thay vì mình mình phản biện, mình đưa lý luận, mình đưa cái sự logic vào để mình đưa ra cái ý định của mình á, nó không còn làm như vậy nữa mà thay vào đó thành một cái cuộc cãi nhau. Đó. Cho nên là cái giải pháp khi pháp sư chọn là trong quá trình như vậy thì một cái người họ đã cố tình đưa vào những cái cảm xúc của mình để thành hành cái cuộc cãi nhau rồi. Không còn một cuộc tranh luận mà mang tính chất logic thuần tí nữa. Thì cái giải pháp hay nhất là im lặng thôi. Thì cái điều này làm cho Khoa nghĩ tới những cái câu chuyện trên mạng mà Khoa gặp rất là nhiều. Thì tại vì Khoa là một người rất là thích trên mạng thì lên Facebook cũng có rồi đủ thứ hết. Vậy thì Khoa có nhiều cái diễn đàn thì lâu lâu á Khoi cũng hay để lại những comment của mình trên những cái đó và họ đều và họ đều nhận ra một cái là như thế nào rất là nhiều lần khoa gặp trên mạng những cái comment những cái lời nhận xét hay là những cái cuộc cãi vã nhiều khi nó cũng chẳng là cái gì một vấn đề rất là đơn giản mà mọi người cãi nhau rất là to mà hơn nữa là một những cái điểm mà Khoi thấy rất là xấu khoa không cái này khoa không thấy ở người nước ngoài nha họ cũng có Chứ là cũng một phần cũng có Nhưng mà người Việt của mình không biết tại sao Có lẽ là mình, mình hiểu tiếng Việt quá rõ hay sao á Mình, cái người người Việt mình khi mà mình đã nói tục chữ thề trên mạng á Nói rất là nặng Thật sự là như vậy Khoa đọc những cái câu nói chuyện gì Khoa thấy nó rất là nặng Nó xúc phạm rất là nhiều Làm cho mình cảm thấy nóng mặt luôn Chứ đừng nói là cái người trực tiếp Mà chịu chấp diện những cái cách nói chuyện đó Thì nó làm cho một cái cuộc Những cuộc kẻ vã trên mạng nó diễn ra, ra là chắc là ai cũng từng thấy rồi nói chung hiểu hiểu không muốn nói gì đúng không đó thì mà vấn đề ở chỗ là như vậy tại sao mọi người lại thay vì mình tranh thay mình mình tập trung vào cái lý luận cái quan điểm được đưa ra của vấn đề mình nói không mình không làm việc mình là công kích cá nhân mình chửi thề nói tục mình đem phụ huynh mình đem tổ tiên người ta mình đưa vào câu chuyện mình nói giống như tony đề cập vậy đó đó thì nó làm cho một cái chuyện đó là một cái hình thức rất là vô văn hóa thì không biết mình thắng mình người ta người ta nhìn mình như thế nào nhưng mà rõ ràng trong mắt người khác thì mình thua rồi đó đúng không nhưng vấn đề ở chỗ nếu mà trường hợp tại vì thật sự là bản thân khoa cũng từng nạn nhân của một dạng công kích như vậy tại vì mình thì nói chung là tính của khoa khá là hiền mình không có thường hay cãi người khác hay là mình không phải là cãi theo kiểu là mình cãi cố hay là mình cố tranh thắng hay là nói chung là cũng không phải là không nhưng mà phải có lý mới được chút nhưng mà trên mạng đặc biệt là trên mạng mình không có muốn cái đó tại vì mình nghĩ là cái đó phải người quen của mình đâu đâu phải người mà mình uh, quan trọng của mình đâu mình phải mất công mình phải làm cái chuyện như vậy thường người ta muốn đúng rồi kệ họ đi mình cũng không cả nhiều nhưng mà nói chung thỉnh thoảng khoa cũng có lên máu như vậy thì một ví dụ đơn cử là lâu lâu khoa có một người bạn họ chia sẻ những vấn đề trên mạng về một cách mà để học cpa chẳng hạn như vậy thì có một người khác vào họ 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 cái người này họ kiểu móc máy người khác đó nói chung là cũng một dạng tri thức nhưng mà cách móc máy còn làm cho người khác rất là khó chịu thì khoa cũng nhảy vào cũng tranh luận vấn đề đó họ là tại sao nếu mà mình cũng mình cũng bực mình nhưng mình cũng ráng mình kìm lại mình dùng lời lẽ để mình nói chuyện thôi nhưng mà rốt cuộc thì câu chuyện cũng đẩy lên cao thì khoa chọn cách là thôi mình không muốn nói gì nữa đó, đó là như vậy thì một những cái dạng mà một những cái dạng khác mà khoa nói bên cạnh việc của mình không biết cá nhân á đó, đó là mình hay hay kiểu mà, mà chụp mũ á nó mình có từ chụp mũ mình hay nói với người ta như vậy kiểu như là chẳng hạn như là ở, cái này là mình khi ở mỹ nha ở mỹ thì mình cũng có thấy cái vấn đề đó à, trên những cái cộng đồng mà người việt ở mỹ á thì nhiều khi có những cái vấn đề tranh luận với nhau mà người ta không hài lòng á họ hãy nói kiểu là ô bộ là cộng sản mày cộng sản hả thì khoa không thấy nó không hài lòng chút nào hết ủa cái tại sao vậy tự nhiên đang câu chuyện nó đâu mà liên quan tới vấn đề đó đó hay là hay là hay là, hay là mày bất kỳ hả ví dụ như vậy hay là ổ mày cũng giống vậy ha sao mày binh nó đó. Thì đó những cái kiểu cách mà họ công kích cá nhân để mà họ thay vì họ lập luận thì họ quay qua họ công kích mình để làm như vậy. Thì có thấy đó là một điều rất là sai, sai sai vô cùng sai luôn. Nó ngoài việc cũng làm sai vấn đề đạo đức nó còn cho người ta thấy là một cái năng lực tranh luận của người đó rất là thấp, rất là kém luôn. Chẳng hạn như vậy. Đó. Thì rồi một dạng nữa. Một dạng nữa tôi nghĩ ra coi. Bữa nãy mới nghĩ ra xong. À... Đây nên tạm thời cái đó là đúng rồi đó thì bây giờ mình quay lại vấn đề thì mình khi mà khoa ở mỹ một thời gian á thì họ thấy một vấn đề mà người việt mình yếu hơn người nước ngoài ở chỗ là gì mình cái khả năng nói chuyện của mình á mình nếu như không phải tất cả mọi người nha đừng đừng có hiểu lòng khoa khoa chỉ nói chung thôi là khoa thấy ở người ở người những, những người nước ngoài những người mỹ á họ có một cái khả năng nói chuyện thường những người mà khi nói chuyện rất là tốt và có khả năng biện luận rất là tốt tại vì lý do thấy như vậy ở những những đứa trẻ mà đi học ở Mỹ đó thì ngay từ thời điểm rất là nhỏ là tụi nó đã có cơ hội để mà được phát triển cái tư duy của bản thân được nói ra điều mà nó nghĩ rồi được có thể là tranh luận những điều mà nó muốn nói rồi thì cái điều đó làm cho cái tư duy truyện luận, cái khả năng tư phát triển logic của mình đó, nó tăng lên rất là nhiều mà cái này là cái ở Việt Nam mình không có mình không có kinh nghiệm, ít nhất là kinh nghiệm của Khoa Khoa không thấy cái chuyện đó Tại vì suốt thời gian học phổ thông 12 năm của mình đi Thì toàn là vấn đề là thầy dạy cô nghe nhiều khi là cái tâm lý nó, nó quen dần đi mình cũng không mình từ từ mình hình thành một cái thói quen là mình chấp nhận những điều mà thầy cô dạy mình không có thật sự là mình 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 cho rằng nó mình cho rằng là có điểm sai mà thậm chí là có sai chứ tại vì bây giờ khoa là, ở cái tuổi là khoa đang đi học ra là ở cấp độ thạc sĩ đó, đúng không học xong rồi thì nói cách khác là khoa đủ tư cách để mà làm thầy dạy cho một người uh, những những người những người bạn như mình những, những học sinh khác chẳng hạn như vậy thì nói chung là mình cảm thấy bản thân mình cũng có những cái sai lầm vậy nghĩa là hồi xưa thầy cô mình cũng vậy thôi đâu phải là thần thánh đâu nhưng mà như mình lại không nhưng mà mình lại là không có dám hay là mình rất là ít khi nào mà mình hay là rất là hiếm một số trường hợp các bạn học sinh nào đủ can đảm để mà đứng lên chỉ cái sai của thầy cô chẳng hạn như vậy cũng có hay là một ví dụ khác nhiều khi mình không có dám phát biểu trước đám đông mình chỉ sợ một điều là ồ lỡ mình nói sai thì sao mình nói sai là mấy người kia họ cười họ cười nhạo mình chẳng hạn như vậy thì cái vấn đề đó làm cho người cảm thấy là mình tự ti mình nhút nhát đi làm cho mình cảm thấy là cái mình không dám đưa ra cái ý kiến bản thân của mình thì cái vấn đề này là một vấn đề về public speaking như là như là nói trước công chúng thôi nhưng thật ra khoa cảm thấy là cái vấn đề mà một người mà họ đủ khả năng mà nói chuyện trước công chúng á, họ biết học luận tư duy của mình tốt á, thì cái chuyện đó cũng giúp cho hỗ trợ rất nhiều cho việc mà mình họ thể là tư duy phản biện người khác luôn cho nên khoa mới đưa cái đề tài này vào thì cho nên khoa cảm thấy là cái việc mà ở mỹ hay là bất cứ đâu hay là mình ở cho dù việt nam luôn mình muốn phát triển tốt trong cái môi trường mà mình có thể là giao tiếp hay như vậy thì mình cần phát triển một cái là mình phát triển cái tư duy biện luận của mình một quan trọng ở đây là mình phải có biện luận có văn hóa đó thì đây là những câu chuyện nhỏ thôi nhưng mà khoa cảm thấy là nếu mà mình nếu mà tất cả mọi người trên mạng đều cảm thấy là khi mình một khi mình trước khi mình trả lời một cái comment gì đó mình hãy dừng lại một chút mình coi là cái lời nói của mình thật sự có làm gây tổn thương tới người tới cái người mà mình đang nói tới hay không một những cái câu những cái câu mà Khoa cảm thấy rất là dễ tổn thương hay là dễ mà lên não luôn á là những câu như là nói dân trí thấp thì là tự ái ủa dân trí là ai ủa dân trí là nói chung mình muốn nói dân trí thấp ai là thấp ai là cao chẳng hạn như vậy hay là hay là những câu nữa uhm, hai câu là tự nhiên không mức tiêu hai câu tiêu mà lại cái câu thường nghe đến cái câu đó đó nó dân trí thấp là từ ái đó rồi thì có một cái một những cái mà mà biện luận mà tập biện luận hay á bọn thấy là mọi người cứ coi game show đúng không chương trình là đàn ông sao hỏa đàn bà sao kim á hồi ở mùa đầu á nó có một cái phần rất là hay có rất là thích đó là nói ra một cái vấn đề thì bên phe sao hỏa và sao kim sẽ đồng thời thay thế cái vai trò của mình để mà biện luận là đầu đầu tiên á là bên bên nam tức là bên sao hỏa phải không là tán thành với lại ý kiến đó bên nữ á sẽ là không tán thành và hai bên sẽ đưa ra cái lập luận của mình để mà củng cố cho việc tán thành hay không tán thành đó rồi khi mà xong khoảng chừng khoảng thời gian mà khoảng chừng vài phút á thì cái người MC sẽ bắt đầu đổi vai trò của họ thì cái người bên sau kim người nữ sẽ là, sẽ bên tán thành nhưng người nam sẽ là không tán thành thì như vậy họ phải tìm những cái biện chứng khác lý do khác để mà củng cố cho cái việc mà mình tán thành hay là không qua đấy cái cuộc thi đó cực kỳ hay luôn tại vì đó là cái cách rất là hay đúng mình tự duy biện luận của mình nói cách khác ở đây mình nói cách khác khi mình đặt cái cảm xúc của mình sang một bên á thì mình sẽ cảm luôn cảm thấy là cái vấn đề của mình nó sẽ luôn có hai mặt có đúng và có sai và cái việc của mình ở đây là mình khi mình chọn một cái bên nào thì mình sẽ có những cái đưa ra những cái tư duy những cái mà logic để mà mình thuyết phục đó thì làm được chuyện đó mới là một cái đúng là kỹ năng của tư duy biện luận đúng không không dễ làm khoa công nhận bản thân khoa cũng đang học cái đó thôi mình đang cố gắng để mình làm tại vì mình tránh một chuyện là mình phải đi vào vấn đề là ngụy biện mình không muốn về biệt mình muốn mình phải là có teleologic để mà mình biện luận tốt hơn ok thì đó là kết thúc của ngày hôm nay mình đã về văn hóa tư duy tư duy biện luận ha. thì nói chung là hy vọng là qua câu chuyện nhỏ của tôi đi và những cái kinh nghiệm của chia sẻ của khoa sẽ giúp cho các bạn cảm thấy là mình cần cần phải có một cái nhìn rõ ràng hơn tốt hơn về việc tư duy biện luận có văn hóa không phải chỉ là ở trên mạng không mà còn ngoài đời nữa rồi chúc mọi người ngày là, là, vui hẹn gặp ở số tiếp theo nha